Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, sau tháng 4 năm 1975, một số lớn đồng bào tị nạn đã đến định cư khắp nơi trên đất Mỹ. Nhiều thành phố đã hân hoan đón nhận đồng bào tị nạn Việt Nam với vòng tay mở rộng. Trong số đó có thành phố New Orleans, Louisiana. Làn sóng lớn người Việt đến Louisiana bắt đầu từ lúc đó. Người dân và chính quyền New Orleans đã tạo mọi sự dễ dàng cuộc sống mới cho cộng đồng người Việt tị nạn. New Orleans là một thành phố đông người Việt sinh sống tại những vùng ngoại ô thành phố. Cộng đồng Việt Nam tại New Orleans được cho là luôn nỗ lực giữ gìn những nét truyền thống đặc trưng của văn hóa Việt Nam, xoay quanh ba yếu tố tiêu biểu là tín ngưỡng, gia đình và ẩm thực. Chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị nhằm tìm hiểu thêm về người Việt tại vùng New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana. Qua buổi nói chuyện của ông John Hòa Nguyễn. Ông John Hòa rời khỏi Việt Nam vào năm 1975 khi mới 21 tuổi, sống lưu lạc trong các trại tị nạn ở Philippines và Guam trước khi đến New Orleans. Ông John Hòa là một trong các thành viên của ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm tại New Orleans. Ông hy vọng nhắc nhở những người trẻ về những hành trình của các thế hệ trước đã phải trải qua để đến New Orleans. New Orleans là một thành phố xinh đẹp nằm nép mình bên dòng sông Mississippi thơ mộng, là một thành phố lớn nhất của tiểu bang, là một trong những thành phố cổ nhất của Hoa Kỳ. New Orleans là một thành phố đầy nghệ thuật và văn hóa độc đáo, khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng chọn lựa để ghé thăm. New Orleans được thành lập vào năm 1718 và được xem là nơi khai sinh ra dòng nhạc jazz nổi tiếng khắp thế giới. Trải qua năm tháng dài gần hai thế kỷ với nhiều thay đổi, người dân tại đây đã cố gắng giữ lại một phần văn hóa riêng, đó là văn hóa Pháp, để tô điểm thêm nét đặc thù cho thành phố New Orleans. Riêng về hải cảng New Orleans thì đây là trung tâm giao thông quan trọng. Nó đóng vai trò là nơi đón khách, đi tàu và hải cảng container quốc tế duy nhất của Louisiana. Dân cư tại Louisiana luôn tự hào về lối sống thoải mái và giàu truyền thống của họ. Các lễ hội như Mardi Gras thường được coi là quan trọng. Âm nhạc dường như không bao giờ xa lạ với bất kỳ gia đình nào tại tiểu bang này. Và New Orleans được xem là trung tâm của hầu hết mọi hoạt động lễ hội tại Louisiana. Sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam phần 1 với ông John Hòa Nguyễn về sự hình thành cộng đồng người Việt tại vùng New Orleans, Louisiana, cũng như những sinh hoạt cuộc sống của cộng đồng người Việt sau trận bão Katrina đã thay đổi ra sao. Chương trình do Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ thưa anh và kính thưa quý vị khán giả, sau khi người Việt Nam rời Việt Nam đi tị nạn năm 1975, thì đa số người Việt Nam ở New Orleans là đến từ trại tị nạn Fort Chaffee ở trên Arkansas. Lúc đó là Đức Tổng Giám mục Philip Hannan là người là hồi xưa ngài ở trong tinh nhuệ quân đội Hoa Kỳ, thành được ngài biết khá nhiều về người Việt Nam. Và khi ngài được tin là người Việt Nam tị nạn ở trên Arkansas nhiều, thì ngài đã lên đó và ngài qua sự trung gian của các linh mục, ngài đã bảo trợ những gia đình công giáo nào muốn xuống New Orleans để làm nghiệp nghiệp. Thành thử lúc đó là đa số những người công giáo ở trên Fort Chaffee đó, qua sự cố vấn và hướng dẫn của linh mục Phạm Minh Tuệ, cha Hân và cha Tường, thì anh em xuống New Orleans rất là nhiều. Khi mà xuống thì qua trung gian của hội từ thiện công giáo của tổng giáo phận New Orleans,
và được chia ra 3 vùng. Một vùng bên East Bank là vùng bây giờ là Versailles bây giờ. Bên West Bank thì có 2 vùng là vùng ở giữa Marrero và Avondale, một vùng ở bên Algiers. Thì 3 nơi đó là 3 nơi của người Việt Nam. Và hiện thời thì cả 3 nơi đó đều còn thành là giáo xứ Việt Nam hết thưa anh. Và đa số những người được bảo lãnh qua tổng giáo phận là những người Công giáo, cũng có một số người Phật giáo nhưng mà đa số là Công giáo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là các nhà thờ Việt Nam ở trong khu 3 khu của người Việt Nam rất là nhiều. Theo phong tục người Việt Nam thì người Phật tử thường nghe lời các thầy, bên Công giáo thì nghe các cha. Thì trong cơn bão Katrina đó thì các chùa bị hư nhiều, là cái chùa bên Versailles là cái chùa Vạn Hạnh bị hư rất là nặng. Còn chùa bên chùa Bồ Đề ở bên Algiers thì không bị nặng. Thì các Phật tử tới giúp cho chùa Vạn Hạnh và về bên chùa Bồ Đề để trú ngụ. Còn một lúc thì bên New Orleans East là có nhà thờ Maria Nữ Vương Việt Nam bị hư và giáo dân bị thiệt hại rất là nhiều. Thì anh em bên Công giáo là tụ tập với nhau trở lại đến giúp cho người Việt Nam mình quay trở lại. Có một cái hay trong cơn bão Katrina là trong khi người Mỹ họ viện cớ là cơn bão có tới khó khăn nhiều quá, họ bỏ đi và họ bỏ đi cũng như là cuộc sống họ bị xáo trộn rất là nhiều, thì trong khi đó người Việt Nam chúng ta có một cái phong tục là thí dụ như gia đình ông Nguyễn Văn A, ông ta có 5 người con, thì khi mà Katrina bị về đó thì 5 người con nó tới tụ tập lại cùng làm chung cái nhà của bố mẹ trước rồi sau đó cứ làm với người nhà ông anh ông em thành khi chúng ta làm việc trong cái tình gia đình với nhau đó thì cái tình thân thương nó gắn chặt nhau hơn và cùng một lúc là công việc nó lẹ hơn và không quá cực khổ. Trong khi người Mỹ thì gia đình nào lo gia đình đó, thành thử họ rất là cực và họ cảm thấy nó bị stress rất là nặng. Và vì nhờ cái cơn bão Katrina đó và vì cái tình thân thương của người Việt Nam đó mà sau Katrina, người Mỹ ở địa phương tôn trọng và trọng người Việt Nam hơn và họ hiểu rằng người Việt Nam đóng góp một cái phần rất lớn trong toàn New Orleans và những nơi nào có người Việt Nam. Năm 2020, một giáo sư về xã hội học của trường đại học Tulane tên là Carl Benson III, ông ta viết cái bài báo trong tờ báo của tiểu bang Louisiana, cái tờ báo có tên là 64parishes.org. Thì ông ta viết như thế này, là người Việt Nam trong tới tiểu bang Louisiana vào những thập niên cuối của thế kỷ 20, cái số người đó đến từ một vùng, một đất nước có chiến tranh và số người họ tại ở New Orleans, ở tại Louisiana dưới 30.000 người, nhưng ảnh hưởng của họ về kinh tế và giáo dục rất mạnh. Và nhờ cái bài đó mà người Việt Nam chúng ta lại vươn lên một bậc nữa, tức là khi ra ngoài đường đó chúng ta thấy là người Mỹ họ nể phục người Việt Nam chúng ta hơn, nể phục về vấn đề tinh thần đoàn kết, nể phục về vấn đề sự vươn lên. Và đặc biệt là nếu quý vị nhìn thấy đó, mỗi dịp vào tháng 5 lễ ra trường đó, tên người Việt Nam trong các trường đại học và trung học rất là nhiều. Và ở top không nha, là top 10 hoặc là thủ khoa, cá khoa. Và đó là cái điểm son của người Việt Nam chúng ta mà tôi nghĩ rằng là đó là nhờ công lao của bố mẹ và những người còn thao thức tới con cái của chúng ta. Dạ vâng, thì chúng ta biết rồi, thường các tu sĩ, cho dù Phật giáo, Công giáo, Cao Đài hay là ai chăng nữa, thì tấm lòng từ bi nhân hậu của các vị tu sĩ, các vị lãnh đạo tinh thần vẫn luôn luôn mở bàn tay ra, như cửa chùa luôn luôn rộng mở. Thành từ khi mà thấy đồng hương của mình, cho dù là Phật tử hay là Phật giáo, Công giáo, Cao Đài chăng nữa, thì các vị lãnh đạo tinh thần luôn luôn khuyến khích người dân của giáo dân của mình reach out, tức là đi ra và giúp đỡ những người khác. Thực sự đó là cái, và thực sự là cảm ơn những các vị lãnh đạo tinh thần đã luôn luôn giữ cái tâm hồn yêu thương và từ bi của mình. Và cùng một lúc là cảm ơn những người Việt Nam đã luôn luôn thương và tương trợ người đồng hương của mình. Sau Katrina đó thì có một trường đại học tên là Southern University ở bên New Orleans, họ có mời mình tới nói chuyện về cái sự thành công của người Việt Nam. Vậy để nói chuyện với những graduate student về social work. Lúc đầu bà Dean chỉ mời một lần thôi, về sau khi đó thì bà ta mời tới 2-3 lần trở lại. Thì trong đó họ nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta thành công là vì người Việt Nam mình quá giỏi. Có ba cái myth mà người Mỹ sau Katrina họ nói, họ chia sẻ với mình, là cái thứ nhất là người Việt Nam rất thông minh, học ra học sinh Việt Nam là giỏi. Cái thứ nhì là người Việt Nam hầu hết là có nhà. Và thứ ba là
họ không hiểu tại sao người Việt Nam đi xe mới hết, không có xe cũ. Thành thử mình mới nói chuyện với họ là chúng tôi không có làm miracle, chúng tôi không có làm magic, chúng tôi chỉ follow cái process bình thường. Học sinh Việt Nam giỏi là sao? Bởi vì mỗi khi các em về tới nhà đó, mà bố mẹ hỏi các em á, cái câu đầu tiên bố mẹ hỏi các em là gì? Have you finished your homework? Các con đã làm bài chưa? Chứ bố mẹ không hỏi rằng là con đã ăn snack hay coi TV gì chưa? Thành thử nó trở thành một cái expectation, một cái mà việc mà các em phải làm khi các em đi học về là phải làm homework xong liền. Và cái homework đó ngày hôm nay, ngày mai tiếp tục như vậy. Thành thử các em giỏi, thật sự, chứ các em không phải là thiên tài. Thành thử lúc đầu người Mỹ họ nghĩ mình là thiên tài, mà về sau họ không nghĩ như vậy. Còn về nhà cửa thì đúng, người Việt Nam mà chúng ta có câu là người Việt Nam chúng ta luôn luôn phải có nhà trước để mà An cư. Phải an cư trước. Lạc nghiệp dạ. Thành thử người Việt Nam chúng ta thường thường chỉ thuê nhà 2-3 năm rồi cố gắng dành dụm tiền để mua nhà. Thì người Mỹ họ không hiểu được. Và cái thứ ba là vấn đề xe cộ. Thì người Việt Nam mà chúng ta thường thường thật luôn luôn chúng ta cố gắng đi xe càng mới càng tốt để tránh những việc tai nạn thì bị hư xe và lật dọc đường. Thì đối với người Mỹ đó là cái chuyện lạ với họ, mà thực sự đối với người Việt Nam chúng ta không phải tại New Orleans, mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi nơi có người Việt Nam thì hầu hết chúng ta có ba cái đó. Mời quý vị đón xem chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam phần 2 với ông John Hoàng Nguyễn, sẽ được phát hình vào tối thứ Sáu ngày 13 tháng 9, 2024. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.